Thầy có khóa học luyện nghe riêng không? Tịnh Hào ơi, không có khóa luyện nghe riêng nhé. Bởi vì dạy nghe nói đọc viết luôn. Em ạ, nghe riêng làm gì em, nó dễ mà. Ngày hôm nay mình sẽ đến với các bạn với một cái chủ đề khá đặc biệt. Đó là các cái cặp từ đối lập nhau. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với những thứ đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng các cái cụm từ đối lập. Ví dụ như là đối lập giữa to và nhỏ đi. To thì các bạn có cái từ tạ, đúng không? Còn nhỏ thì các bạn có từ gì ạ? Xẻo. Khẩn tạ là rất to, còn rất nhỏ là gì ạ? Khấn xẻo. Thế còn cao thì vẫn là cao, còn thấp thì nó sẽ là ải. Tha khấn ải, anh ta rất là lùn. Tha khẩn cao, anh ta rất là cao. Đồ ngốc muốn xem lại cái video của anh thì lên YouTube gõ Phạm Dương Châu phát là ra nguyên kênh luôn nhé. Trong đấy hàng nghìn video của anh chuẩn bị. Cái từ trẻ thì là nén chinh. Ủa cưa cờ khẩn nén chinh. Anh trai tôi rất là trẻ. À, thế còn ngược với trẻ thì sẽ là lão. Ủa papa à? Khấn lão. Bố tôi rất là già. Gầy là sâu. Tha sâu sâu can can. Anh ta gầy gò khô héo. Ủa sĩ khoan thang tập. Tôi thích những người béo. Lên. Xiang sang tức là đi lên. Còn xiang xia tức là đi đi xuống. Thế còn hỏi thì sẽ là quân. Tha quân của khuấy tá. Anh ta hỏi tôi trả lời. Khuấy tá là ngược với cả quân. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái đối lập giữa lạnh và nóng. Giữa lạnh và nóng nhé. Bạn hỏi về flat card thì đây. Trong này nó có 7 cái hộp nhỏ bên trong. Nó là 1.500 chữ Hán qua câu chuyện. Giúp các bạn nhớ chữ Hán tốt hơn. Cái này 500.000. Bọn mình sẽ ship tới nhà các bạn trong lãnh thổ Việt Nam. Chúng ta tiếp tục nhé. Ta có từ lẩm là lạnh. Lấm xử là lạnh chết đi được. Ngược với lạnh là rửa. Rửa xử là nóng chết đi được. Sáng thì là lẹm. Thiên thai lẹm. À, trời còn quá sáng. Thế còn ngược với sáng là ăn. Là âm u là tối. Xấu là khoai. Còn tốt là hảo. Khoai rấn. Tha sư khoai rấn hái sư hảo rấn. Anh ấy là người xấu hay là người tốt? Tha sư hảo rấn, anh ta là người tốt đấy. Ví dụ thế. Nếu mà là một mình thì là cu tú. Ủa chế đầu ớ khẩn cu tú. Tôi cảm thấy tôi rất cô độc. Ừ. Thế còn cùng nhau làm cái gì đó thì sẽ là y chỉ. Ủa mân y chỉ truy bà. Chúng ta đi cùng nhau lắm. Ủa mân y chỉ chua bà. Chúng ta làm cùng nhau nhé. Đấy. Ướt là sư. Thế còn khô là càn. Có sở hữu một cái gì thì bạn nói là yếu. Ủa yếu lẽng bẩn su. Tôi có 2 cuốn sách. Thế tôi không có sách thì bạn nói nào. Ủa mấy yếu su. Đây là quyển ngữ pháp tiếng Trung do ông Từ Tinh Ngưng ông làm ra. Quyển này là giúp các bạn học xong cái này các bạn có thể thi được HSK 4 rất là tốt. Bởi vì tất cả ngữ pháp nó nằm ở trong này hết. Và ông ấy viết rất là hay. Các bạn nào cần mua thì inbox cho mình nhé. Giá sách là 119.000, bọn mình sẽ chuyển đến tận nhà các bạn, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang một cái đối lập nữa. Nhiều hơn hoặc là ít hơn. Ngày hôm nay chúng ta là làm về cái chủ đề là đối lập. Cứ các cái từ đối lập. Người ta hay nói rằng để các bạn nhớ tốt từ và câu thì các bạn nên tạo bản đồ cho từ. Ví dụ các từ gần nghĩa, các từ trái nghĩa, xong các từ lòng vòng có liên quan. Thế ví dụ như gia đình thì phải có bố, có mẹ, có cây thư mục là anh trai, chị gái, em gái gì đấy, phải ghi ra hết. Thì từ ở đấy cái não của mình nó cứ phát kiến ra, nó tạo điểm. Nhiều là tua, ít là sạc. Ủa tờ chén khẩn tua. Ủa tờ chén khấn sạc. Ủa tờ chén là tiền của tôi, khẩn tua rất nhiều. Ủa thì chén khấn xảo, tiền của tôi rất ít. Các bạn comment những gì mà tôi hướng dẫn các bạn ở đây nhé. Để các bạn luyện đi luyện lại để cho nó nhớ. Ít nhất phải 4 lần nó mới nhớ mà. Được chưa? Các bạn comment nó ra nhé. Gõ ra.
những gì tôi vừa hướng dẫn các bạn. Đồng thời share cái livestream này về tường để mai người kia còn có thể tự đi mà học lại được. Được chưa? Còn về sau nếu mà các bạn tìm không có thấy những cái livestream của tôi thì các bạn lên trên YouTube, các bạn gõ chữ Phạm Dương Châu là ra. Giàu là tua chén, tha khẩn tua chén, anh đã rất lắm tiền, rất là giàu. Hoặc là giàu nữa nó có từ bải hoan phu ông. À, tức là bách vạn phú ông ấy rất giàu, hoặc là phú hào, phú hào đấy. Tha sư gơ phú hào, ông ấy là một tạ phú hào, đại phú hào, rất giàu. Tiếp tục, đúng là trông chê đấy. Thế còn sai là bú trông chê đấy, hoặc là chua lợ, nì chua lợ. Bạn sai rồi. Thế còn đúng là gì? Trông chê đấy. Đúng rồi đấy. Còn hạnh phúc sẽ là cao xinh. Ô chế tớ khẩn cao xin. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Thế còn buồn là nán cua. Ô chế tớ khẩn nán cua. Tôi cảm thấy rất buồn, đau lòng. Còn sạch là can chi. Và bẩn là trang. Tha thờ phán chi anh khẩn can chi. Nhà anh ta rất là sạch. Ô thờ phán chi anh khẩn trang. Phòng của tôi rất là bẩn. In way của sỉ hoàn trang thật. Bởi vì tôi thích bẩn. Thế thôi. Chúng ta đi tiếp. Có bạn bảo là xinh phú, hạnh phúc. Hạnh phúc đấy là một cả quá trình dài. Còn ngày hôm nay vui thì là cao xinh. Còn nếu mà cả cuộc sống của mình trôi qua một thời gian dài rất ổn, chồng cư xử rất tốt, không đi với gái, yêu thương mình, thì các bạn có thể dùng từ xinh phú. Ủa ta sân hùa khẩn xinh phú. Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc. Wǒ de sheng huo hen xìng fú. Các bạn comment những gì mà tôi vừa hướng dẫn các bạn ra để các bạn có thể nhớ được nó nhé. Chịu khó comment đi. Tiếp tục. Ta có từ sống và chết. Ủa khái khúa chuyện là anh vẫn còn đang sống sờ sờ ra đây. Đúng không? Wei shi me ni wai wi, tại sao em lại ngoại tình? Sống là khúa. Ủa khái khúa chuyện nào, anh vẫn còn đang sống đây mà. Thế còn chết là sử. Ngược với khúa là sử. Tha sử teo là anh ta chết toi rồi. Quản là sớm. Thế còn quản là muộn. Thế còn sớm là chảo. Tha lái tứa khấn chảo, anh ta đến rất sớm. Tha lái tứa khấn quản, anh ta đến rất muộn. Được chưa? Để tôi xem cái lượng share của bạn nó như thế nào nha. Hiện giờ đang là chúng ta đang có 205 người vào. Các bạn share cái livestream này về tường nhá. Mua bộ sách học, bộ sách Hán ngữ này là khoảng 500.000 nhá. Duy Lê inbox cho anh sẽ nói về cái bộ Hán ngữ 6 tập này là đủ rồi, cả tập viết nữa là được em nhá. Inbox cho anh, Duy Lê nhá. Hiện giờ mới có 52 lượt share thôi. Khi nào đủ 70 lượt share, tớ lại thêm một chủ đề nữa cho các bạn. Chuyển khoản qua tài khoản nào? Phú Duy Lê inbox cho anh sẽ nói về tài khoản để chuyển nhé. Đây là cái bộ flashcard này. 1.500 chữ Hán qua câu chuyện nó nằm ở đây. Giúp bạn có thể nhớ được chữ Hán. Để mình xem trong nó có gì nhé. Mở ra các bạn có ha. À, trong nó có những cái này. Có 7 cái này. Đủ từ Hán 1 đến Hán 4 các em nhé. Chữ Hán đấy gồm những bộ gì hợp thành và câu chuyện của nó là gì. Inbox cho anh thì anh sẽ nói rõ về cái này. Nào các bạn share đi, đủ 70 lượt share thì mình sẽ tiếp tục chủ đề mới cho các bạn, được chưa? Ngày hôm nay chúng ta đang rất nhiều thứ để chiến đấu. Bộ flashcard là 500.000 em ạ, chưa kể tiền ship em nhé. Học nói không được không anh? Được em ạ, nhưng mà anh khuyên em học cả viết bởi vì nói dễ mà. Viết thì cần phải chăm chỉ hơn chút thôi. Nếu chịu khó học thì bao lâu sẽ giao tiếp được? Khoảng 2 đến 3 tháng, quên nhé. Em muốn theo, quên inbox cho anh sẽ nói về các khóa học. Anh dạy ở Hồng Mai, Cầu Giấy và dạy online em ạ, nhá. Bên anh không dạy tiếng Anh em ạ, chỉ dạy tiếng Trung thôi, nhá. Tiếp tục các bạn ơi, để tôi xem cái lượng share của các bạn đã đủ 70 chưa nhá. Đủ 70 thì tôi chiến đấu tiếp cùng các bạn. Ok, cảm ơn các bạn. Các bạn share tiếp đi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang chủ đề mới. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái đối lập giữa cũ và mới. Chiều là cũ, còn mới là xin. Đồ vật thì các bạn dùng chiều,
Ví dụ như thai chiêu là cũ quá, đúng không? À, tha sofa khẩn xin, à, cái ghế sofa của anh ta rất là mới, của the sofa khẩn chiêu, cái ghế sofa của tôi rất là cũ, ví dụ như thế nha. Nói thì bao lâu là nói được? Tầm khoảng 2 đến 3 tháng em ạ. Anh có phương pháp nào không? Có, anh có phương pháp riêng của anh. Chương thư inbox cho anh về, anh nói về phương pháp. Ngọc Linh ở thành phố Hồ Chí Minh thì mua khóa học online của anh mà học nhá. Thầy ơi, dọc giao tiếp làm sao học online? Online thì nó là các video anh đã quay sẵn và em làm theo. Sau đó thì em đăng lên trên nhóm, có giáo viên chấm điểm và như thế là em sẽ tiến bộ lên nha. Yêu con muốn học tiếng Trung thì inbox cho anh nha. Online, offline đều dạy cả. Học khóa online thế nào? Phú Duy Lê inbox cho anh sẽ nói về khóa học online. Nó là các video đã quay sẵn, em làm theo rồi có giáo viên chấm điểm nhá. Ok. Bây giờ các bạn đi tiếp cùng chủ đề này cùng với mình này. Đấy là chiêu là dành cho đồ vật thôi, còn nếu mà là con người thì các bạn nên dùng từ lão. Lão là già. Thế còn trẻ trung ấy thì nó dùng từ nén chinh. Ủa là lão phố khẩn nén chinh. Vợ tôi rất là trẻ. Ủa khấn lão tôi rất là già. Hoặc là ủa thái lão là tôi già quá rồi. Được chưa? Thế còn cái đồ vật mà nó dày thì dùng được khẩu. Chưa cần su khẩn khẩu. Quyển sách này rất là dày. Chưa cần su khẩn báo. Cái quyển sách này rất là mỏng. Ví dụ như nhá. Yêu con ở Cao Bằng thì học khóa online là chuẩn rồi. Tiếp tục các bạn đây này. Lạnh là gì các bạn? Lẩm, lấn sử là lạnh chết đi được. Thế còn nóng là rửa, rửa sử là nóng chết đi được. Em muốn thi cao đẳng tiếng Trung thì phải làm thế nào? Em học hết Hán ngữ 4, giáo trình Hán ngữ 6 tập này là thi được em ạ. Đầu vào của trường đại học là người ta yêu cầu há hết Hán ngữ 4 nhá. Em nói được một chút nhưng không biết viết. Anh chuyên dạy viết đây em. Ngô Thị Thủy mua cái chương trình online của anh, trong đấy có dạy viết đầy đủ 1.500 chữ Hán qua câu chuyện. Hoặc nghèo hơn nữa thì mua cái bộ flashcard 500.000 này là xong nhá. Em dự tính đi buôn thì học tầm khoảng 2-3 tháng. Link gì để học? Cái đấy phải mua em. Nó không có miễn phí. Em muốn thi cao đẳng. À câu này trả lời rồi. Em đi Đài Loan rồi giao tiếp tốt nhưng không biết viết chữ cứng. Bên anh chuyên dạy chữ cứng. Anh có phương pháp riêng, người Thảo inbox cho anh nha. Hết Hán ngữ 4 đúng không? Còn nếu mà muốn thi điểm cao thì hết Hán ngữ 6 nha, cho điểm cao hẳn. Ở Thái Nguyên học hết Hán ngữ 1, tốt em. Chúng ta đi tiếp. Suối ở Trấn Tâu Sĩ Khoan Tha. Tất cả mọi người đều thích anh ta. Mấy ở Trấn Sĩ Khoan Tha. Chẳng có ai thích anh ta. Suối ở là tất cả, còn mấy ở thì chả có ai cả. Được chưa? Bây giờ mình sẽ chuyển các bạn sang một cái chủ đề là về cơ thể. Các bộ phận trên cơ thể người này. À, cái đấy là một cái thứ rất quan trọng. Đúng không nào? Các bạn có muốn học về chủ đề này không? Nếu các bạn muốn học về chủ đề cơ thể người thì các bạn comment là có. Còn nếu mà không thì các bạn comment là không. Nhá. À, để mình chuyển chủ đề khác cho các bạn. Mặt chữ thì học đơn giản mà em. Ngô Thị Thủy nhá, mặt chữ học dễ. Anh có phương pháp mà. Phương pháp riêng của anh. Cỏ anh đào, em học hết Hán ngữ 5 cho anh đi, cỏ anh đào thì sẽ đỗ luôn. Phú Duy Lê giao tiếp tạm tạm rồi thì học chữ là chuẩn đấy nha. Thi đầu vào thi môn tiếng Trung đúng không? Anh nhớ không nhầm thì là ngoại ngữ này, toán này, văn này. Bây giờ chả biết có gì thay đổi không? Ngày xưa nó là như thế. Hiện giờ nó là 90. Vượt qua 100 lượt chia sẻ thì tôi sẽ tiếp tục cho các bạn cái chủ đề về cơ thể. Được chưa? Bây giờ các bạn share đi. Share về tường, share lên các nhóm tiếng Trung đi nha. Tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn. Có giáo trình nào học nhanh không? Giáo trình Hán ngữ 6 tập em ơi. Đây nhá. Giáo trình Hán ngữ 6 tập là đủ. Ngoài ra không phải nên mua thêm cái gì nữa. Level 3 bên Đài Loan rồi về chưa biết viết. Vậy thì Huyền Thanh phải mua khóa online của anh rồi. Trong đấy anh dạy viết rất kỹ nhá. Minh Quốc muốn học viết thì mua khóa online của mình. Trong đấy mình có nói là một chữ Hán gồm những bộ gì hợp thành và câu chuyện về chữ đấy là gì. Bạn hiểu không? Muốn học giao tiếp để nghe nói, nhà em ở Chùa Bộc. Chùa Bộc thì em có hai địa chỉ. Một là em học ở Hồng Mai, số 10 ngõ 156 Hồng Mai. Hai là Lê Thanh học ở số 25 ngõ 68 Cầu Giấy. Tùy em chọn, được không? Chùa Bộc thì anh nghĩ học Hồng Mai gần hơn nhá.
mua thế nào. Huyền Thanh inbox cho anh sẽ nói về cách mua. Học hết quyển Hán 4 là thi được HK4 Phạm Ngọc ạ. Còn muốn thi điểm cao thì học hết Hán ngữ 5 của bộ giáo trình này nhá, Phạm Ngọc nhá. Học hết 6 quyển đó cần khoảng 5 mai anh nhá. Mua khóa online Sukun inbox cho anh sẽ nói về cách mua khóa online nhá. Em đang học sách của thầy. Ok Minh Quốc. Một lớp offline giao tiếp có khoảng bao nhiêu học viên? Minh Châu Nguyễn rất đông, trung tâm của mình rất đông. Các cô giáo bình thường chắc khoảng 20-30 người, nhưng mà riêng lớp của mình dạy thì đông hơn đấy. Rất đông. Mình chỉ nói bạn là rất đông nhé. Nếu mà bạn chọn muốn trung tâm vắng ít người thì bên mình không phải địa điểm tốt đâu. Đăng ký luôn ở đây hay như nào? Lê Thanh inbox cho anh nhé. Anh sẽ nói rõ hơn. Nào các bạn share đi. Để tôi xem đã được 100 share chưa để tôi dạy tiếp đây. Ok, bây giờ chúng ta học tiếp nhé. Em muốn ra Hà Nội học lớp của thầy. Ok, Nguyễn Ngọc Tú inbox cho anh nói rõ hơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nói về bộ phận cơ thể. Cái bộ phận cơ thể thì tiếng Trung nó đọc là Shen Thi Bu Wei, bộ vị. Cái đầu của các bạn này, thấu. Tóc của bạn là thấu phát. À, đây, cả cái mặt này người ta gọi là lẻn. Lẻn là mặt. Học hết Hán ngữ 4 khoảng độ 5 đến 6 tháng Sukun ạ. Chúng ta đi tiếp. Cái trán là ứa thấu. Cái này này, lông mày, mấy máu. Lông mi, chía máu. Mắt, dẻn chim. Pí chữ là cái mũi. Ủa tờ pí chữ khẩn tạ. Cái mũi của tôi rất là to. Má là mèn chía, cái má của mình mèn chía. Tai của mình là ở tua. Em đang ở Đài Loan muốn học chữ cứng thì làm thế nào? Hoài Nguyễn mua khóa học online của anh là học chữ cứng rất ngon nhé. Hoài Nguyễn inbox cho anh sẽ nói rõ về khóa online. Nó trị giá 2,2 triệu đấy em ạ. Học đủ từ Hán 1 đến Hán 6 luôn. Học hết Hán 6 thì là 2 triệu 2 Sukun nhé. Chúng ta đi tiếp. Phần trên của cơ thể. Cái vai của chúng ta người ta gọi là chen pả. Chen pả. Cái này gọi là chen pả. Ngực xung. Xung pu là ngực. Ủa chỉ khoan ta là xung pu. Tôi thích ngực to. Ví dụ thế. Mắt là眼睛. Chim. Còn kính là眼睛. Chim. Khuỷu tay của mình là sở pu. Thân mình là chi can. Dạ dày là quậy. Lưng của mình là hậu bay, hậu bay. Eo, cái eo của mình nó cũng đọc là eo, eo. Cánh tay của mình là cưa búa, cẳng tay. Chén pi. Cổ tay là sổ quạng là cái cổ tay. Khuỷu tay là sổ pu. Ngón tay của mình là sấu chữ. Ủa tờ xấu chữ thai toạn. Cái ngón tay mình ngắn quá. Móng tay là chữ chỉ, chữ chỉ, chỉ, chỉ là cái móng. Ngón cái là ta mú chữ. Ngón cái là ta mú chữ. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần là phần dưới của cơ thể của chúng ta nhá. Hông của chúng ta là khoa pu. Đùi là ta thuỷ. Bàn chân là chẻo, chẻo là cái bàn chân. Bộ flat card ship về Đà Nẵng là 580.000 Trần Thúy Ngân nhé. Tiếp, đầu gối là si cại là đầu gối. Bắp chân của mình là thuỷ tu chữ. Tức là cái bụng của cái đùi đúng không? Thuỷ tu chữ. Ngón chân của mình là chéo chữ. Chéo là cái bàn chân rồi đúng không? Còn chữ là cái ngón của nó, chéo chữ là ngón chân. Thế còn cái gót gót chân ấy, của mình là chẻo khâu cân. Chẻo là cái chân bàn chân rồi, khâu là phía đằng sau, cân là gót. Chẻo khâu cân là cái gót bàn chân của bạn. Mắt cá chân là chẻo khoái, chẻo khoái.
Thế còn cái đùi của chúng ta là cái đùi ấy, thì người ta gọi là thuẩy, thuẩy là cái đùi nhá, cái đùi. Mông là pì cụ, mông là pì cụ. Tiếp tục, bây giờ các bạn có muốn sang một cái chủ đề về tham quan thành phố không? Nếu muốn thì các bạn comment là có, không thì các bạn comment không nhé. Phương Puka chưa biết gì học được không? Anh dạy từ đầu em ạ, mua khóa online của anh là anh dạy từ phát âm ban đầu luôn nhé. Phương Puka inbox cho anh. Em muốn học giao tiếp. Văn Nguyễn nếu ở Hà Nội thì qua số 10 ngõ 156 Hồng Mai hoặc số 25 ngõ 68 Cầu Giấy gặp anh. Còn nếu mà em ở xa thì mua khóa online của anh học. Văn Nguyễn nhé. Y phân chén, y phân khuộc, tức là mày, tức là tiền nào của đấy đấy. Ừ, y phân chén, y phân khuộc. Học online như thế nào? Nó là các video em đã quay sẵn, em làm theo hướng dẫn của anh, sẽ có giáo viên chấm điểm cho em, có nhóm riêng, được chưa? Thì em sẽ tiến bộ dần. Xem tình hình các bạn đang share được đến đâu rồi nha. Hiện giờ chúng ta đang có 111 lượt share. Khi đủ 120 lượt share thì tớ sẽ chuyển sang chủ đề mới để dạy cho các bạn tiếp. Các bạn share đi nhá. Em học đến quyển 2 rồi, muốn đăng ký từ quyển 2 được không? Được em ạ. Bình yên nhé, inbox cho anh sẽ nói về khóa online đó. Bộ flat card này là 500.000 chưa kể tiền ship em nhé. Inbox cho anh sẽ nói về cái bộ flat card này. Còn sách học từ tháng 1 đến tháng 6 là khoảng 500.000, hơn 500.000 chút. Đây, nó như thế này. Nó có 6 quyển, cộng thêm quyển tập viết đấy em ạ. Nhé, inbox nhé. Các bạn share chưa? Để học tiếp nào. Để mình check nhé, xem các bạn share đến đâu rồi. Các bạn share đủ lên 120 thì mình dạy tiếp chủ đề mới, được không ạ? Dạy phồn thể, anh dạy giản thể. Đăng ký từ HK2 đến HK5. Cà phê ngọt mua cái chương trình online của anh ấy, học hết tháng 6 là em thi đỗ được HK5 rồi nhá. Ừ. Ok, lượng share đã tương đối tốt. Bây giờ chúng ta sẽ sang chủ đề mới nhá. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chủ đề mới. Chủ đề này người ta gọi là trai chứng sư nệ, trong bên trong thành phố. Trai là tại, chứng sư ở thành phố, nệ là bên trong. Bên trong thành phố có gì? Thủ đô người ta dùng là sở tu. Khứa này sư Duyên Nán tờ sở tu. Khứa này Hà Nội. Sư là Duyên Nán tờ sở tu. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Ví dụ thế. Thì trong thành phố nó sẽ phải có yếu chí. Yếu chí trại nở. Bưu điện ở đâu? Trại nở ở đằng kia. Trại yến kháng tháng kiến. Ở bên cạnh ngân hàng. Ví dụ thế. Một khóa online là 2 triệu 2 Thu Hương nhá. Chúng ta đi tiếp ạ. Ta có cái sư trạng là chợ. Ủa giao truy bái mã sư trạng. Tôi muốn đến chợ Bạch Mã. Ủa giao truy thúng chuân sư trạng. Tôi muốn đi đến chợ Đồng Xuân. Thúng chuân sư trạng tại Tây Biên. Chợ Đồng Xuân ở hướng Bắc. Nói thế là tàu nói, còn Việt Nam mình nói khác, đúng không? Tại vì Trung Quốc họ tính theo kiểu Đông Tây Nam Bắc, còn Việt Nam thì không. À. Quảng chén chợ đi thẳng về trước, sứ cung lỳ 10 km, chiều tàu là tới. Đó, mình sẽ nói như vậy, được chưa? Sau đó ta có một cái nữa là su tiện là nhà sách. Ủa giao chi su tiện, tôi muốn đi nhà sách. Em muốn đi Đài Loan thì học như thế nào? Bằng lăng tín mua khóa online của anh là xong nhá. Đi Đài Loan thì học hết tháng 4 là nói kinh lắm ấy. Sang ấy được làm sếp ấy. Ừ. Minh Châu Nguyễn, thầy không dạy lớp buổi sáng ạ. Minh Châu Nguyễn inbox cho anh nhé. Anh sẽ trả lời em về cái lịch dạy của anh. Hoặc là truy cập vào trang tiếng trung.vn. Lớp nào anh dạy thì nó ghi chữ thầy Châu ấy. Còn không thì nó ghi thầy khác. Học online thì mấy giờ học? Cứ rảnh là học em ạ. Bởi vì nó là các video anh đã quay sẵn rồi. Hoài Nghiện inbox cho anh sẽ nói rõ hơn. Khóa online 2,2 triệu là dạy đủ cả nghe nói đọc viết. Trần My nhé. Chúng ta tiếp tục. Cung Yến. Khứa này yếu khẩn tua. Cung Yến. Hà Nội có rất nhiều công viên. Ví dụ một bài học về thành phố thì chúng ta cần phải vẽ cái bản đồ của nó ra. Các cái từ có liên quan. Nhà sách, công viên, bệnh viện, công ty này nọ. Được chưa? Em mới bắt đầu học theo kiểu tự học. Em chưa đăng ký, cho em một ít lời khuyên cho người tự học được không? Đừng hỏi em inbox, em lên YouTube gõ
Phạm Dương Châu là ra tất cả các bài anh dạy tự học nha. Flashcard mà ship về Đà Nẵng Trần Thúy Ngân là 580.000 em ạ, nhá Trần Thúy Ngân nhá. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Rạp chiếu phim là Tên Ảnh Yuan. Tên Ảnh Yuan trai cung yuan tháng bên. Tên Ảnh Yuan là rạp chiếu bóng, trại cung yuan tháng bên là ở bên cạnh công viên. Học khoảng độ 3-4 tháng là giao tiếp được rồi bằng lăng tím nhé. Chúng ta đi tiếp. Nhà thờ treo tháng là giáo, giáo đường, nhà thờ. Khứa này yếu mấy yếu treo tháng. Hà Nội có giáo đường không? Yếu á. Trại khoán chèn khú tháng bên. Có. Ở bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm, phố nhà thờ đấy. Ừ. Treo tháng chia đấy. Ừ. Chúng ta đi tiếp nhá. Trong một thành phố thì chắc chắn phải có y yuan. Y yuan là bệnh viện. Y yuan là bệnh viện. Mấy cứ chứng sự tấu in gai yếu y yuan. Thành phố nào cũng phải có bệnh viện chứ, đúng không? Và trong thành phố chúng ta lại cần có chiểu ba, quán ba. Mấy theo hỏa sang của tôi truy chiều ba hóa. Mỗi buổi tối tôi đều đi quán ba chơi. Mấy theo hỏa sang của tàu truy chiều ba hóa. Tiếp tục. Ta có từ giao tiền là tiệm thuốc. Phụ chín hiểu mấy hiểu giao tiền hoặc là giao phán. Các bạn có thể dùng giao tiền hoặc giao phán. Phụ chín hiểu mấy hiểu giao phán. Gần đây có tiệm thuốc không? Mấy hiểu à? Không có đâu. Tiếp tục. Ta phải có tiệm bánh. Miền bao phán. Miền bao là bánh mì, phán là căn phòng. Các bạn comment những gì mà tôi dạy nhé, để các bạn có thể nhớ được bài, rồi share với trường cho nó quen đi nhé. Phu chin hiểu mấy hiểu miền bao phán. Gần đây có tiệm bánh mì không? Hiểu á? Chai nào? Có, ở đằng kia kìa. Chai thúng chân sự trạng pháng bên, bên cạnh chợ Đồng Xuân ấy. Chai thúng chân sự trạng pháng bên. Em có đi Đài Loan 3 năm, giao tiếp tạm ổn, muốn học chữ để làm phiên dịch. Chắc phải mất từ 6 tháng 1 năm đấy Cao Minh Lý ạ, về phần chữ cần phải chăm. Mua khóa online của anh mà học, hoặc nếu tiện thì lên Hà Nội gặp anh nha. Học với anh ở trên Hà Nội luôn. Tiếp tục, các bạn có fan tiền nhà hàng. Chi theo của mình chú fan tiền chư fan, học bố học. Chi theo là hôm nay, của mình, chúng ta chỉ fan tiền là nhà ăn. Nhà hàng, chư phạm, ăn cơm, hảo mà, có được không? Chi thiên, hôm nay, ủa mận, chúng ta chỉ đi phan tên. Nhà hàng, chư phạm, ăn cơm, hảo mà, có được không? Bây giờ chúng ta sẽ sang phần dạo qua thành phố, được không? Chúng ta sẽ làm một cái chủ đề về dạo qua thành phố. Các bạn có muốn cái chủ đề dạo qua thành phố nữa hay là nghỉ đây? Nếu muốn thì các bạn comment là có và share cái livestream này nhé, về tường nhé. Hiện giờ lượng xe của chúng ta đang là 131. Khi nó lên 140 thì mình sẽ dạy tiếp chủ đề dạo quanh thành phố, được chưa? Thì HK4 thì học hết tháng giữa năm, mất tầm 6 tháng hàng học ạ. Inbox cho anh. Đây này, bạn Phạm Hoàng Nhật, bạn ấy đang comment này. Học được cái gì phải viết ra chứ, thì nó mới nhớ được nha. Khi nào lượt xe đạt 140 thì mình lại dạy tiếp chủ đề nữa, được không? Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục nhá. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nhá. Chúng ta đang dần cần giải quyết cái chủ đề dạo quanh thành phố. Dạo quanh thành phố thì mình sẽ hỏi là bến xe buýt ở đâu? Cung treo trạm. Chạy ná lì. Cung treo trạm. Tức là bến xe buýt chạy nọ hoặc là chạy ná lì đều được. Xe ý trạm sư ná lì. Xe ý chẳng, tức là cái bến kế tiếp, sư ná lỉ là cái bến nào? Thúng chuẩn sư chẳng, chợ Đồng Xuân, ví dụ thế. Tá rảo ý xe, xin lỗi một chút. Ủa xì yào chai chợ lỉ xe chưa? Nói vậy là hơi dài. Muốn xuống xe thì mình nói là ủa yào xe chưa? Ủa yào xe chưa? Rằng ủa xe chưa, cho tôi xuống xe. Động từ xe chưa là xuống xe. Tiếp tục. Bảo tàng ở đâu? Bố u quản chạy nọ. Bố u quản chạy nọ. Tức là rạp chiếu bóng ở đâu?
这是我的站吗？Đây là cái bến của tôi, có phải không? Tuệ, đúng. Bú tuệ, không đúng. Sự, đúng. Bú sự, không đúng. Chưa sự của tờ chạm mà. Đây là cái bến của tôi phải không? Điện thoại công cộng là Cung dung tên khoa. Phu chinh hiểu mấy hiểu Cung dung tên khoa. Gần đây thì có cái gọi là điện thoại công cộng không? Tiếp tục. Nì chư lì Yêu Anh ủy trá chữ mà. Các bạn ở đây thì có cái bán cái tạp chí tiếng Anh không? Các bạn comment có người đang kêu là chất lượng đường truyền nó kém. Nếu mà các bạn nghe rõ mình nói thì các bạn comment là một. Còn nếu mà các bạn nghe rõ, không nghe rõ, không nhìn thấy hình ảnh của mình thì các bạn comment là không nhé. Để mình chỉnh lại đường truyền. Tiếp tục. Nǐ zhè lǐ yǒu èng ùy zhá zhì mà. Bạn ở đây thì có tạp chí tiếng Anh không? Có thì là hiểu, mà không có là mấy hiểu. Tiếp các bạn nhé. Chỉnh cái của sư trang phèo. Chỉnh cái của xin hãy cho tôi. Sư trang phèo. Bốn tấm vé. Bắp rang thì người ta có cái từ là bảo mì khoa. Bảo mì khoa. Bảo là nổ tung lên đấy. À. Mì khoa thì tất nhiên là bắp rồi. Bắp rang ấy. Ồ, có thể tại đá lì chào tao giao tiền. Hoặc là mình có thể hỏi là giao tiền tại đá lì. Và các bạn muốn lịch sự thì bạn nói là chỉnh quận xin hỏi giao tiền. Tiệm thuốc tại đá lì ở đâu? Tên ảnh sự in quấn tờ mà. Tên ảnh là phim. Sự là in quấn tiếng Anh. Tức là phim đấy là người ta nói tiếng Anh phải không? Tên ảnh sự in quấn tờ mà. Nếu đúng bảo là tuệ mà không đúng bảo phú tuệ. Điện ảnh sớm sứ chiên khai sử. Điện ảnh là bộ phim. Sớm sứ chiên khai sử. Khi nào bắt đầu. Quản sàng 3 tiền. 8 giờ tối. Có danh bạ điện thoại không? Dầu tiên khoa bụ mà. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái chủ đề là trên đường phố. Các bạn nhé. Trên đường phố có cái gì? Đúng không? Ừ. Bây giờ các bạn xem tiếp nhé, để mình tiếp tục vào cái chủ đề trên đường phố cho các bạn. Hiện giờ đang có 18 lượt xe, lên 30 lượt xe thì mình sẽ chiến đấu tiếp nhé. Ừ. Rồi thì các bạn xem đi. Tiếp tục các bạn nhé. Sang cái chủ đề mới này, trên đường phố nào. Đường phố người ta gọi là ta chia. Còn đèn tín hiệu, cái biển tín hiệu giao thông nó gọi là treo thông phái. Phái là cái biển tín hiệu giao thông. Treo thông phái. Thế còn người đi bộ người ta gọi là xính rấn. Vỉa hè là rấn xính tạo. Rấn xính tạo là vỉa hè. Phòng tắm là xí sầu chen. Tha chai xí sầu chen lì. Cô ấy đang ở trong phòng tắm. Chưa sủa là nhà vệ sinh. Lín in tạo là đại lộ. Lín in tạo. Còn đèn giao thông là treo thông chỉ sử tân. Chỉ thị đấy. Chỉ sử là chỉ thị. Treo thông chỉ sử tân. Bây giờ chúng ta sang về cái tham quan các địa điểm nhé. Ừ. Núi lửa người ta là có Khổ San. Chính theo một văn chuyên khan Khổ San. Bây giờ chúng ta hôm nay chúng ta sẽ đi xem cái núi lửa. Còn dãy núi người ta gọi là Sa Mai. Sa Mai là dãy núi. Sông thì là khứa rồi. Trung Quốc hiểu khoáng khứa. Trung Quốc có sông Hoàng Hà. Hiểu Tráng Chiang. Có sông Trường Giang. Khẩn tráng đó, rất là dài. Bán đảo thì người ta gọi là bản đảo. Tiếp tục ta có bãi biển, sa than, có đầm lầy, chảo chứa, chảo chứa. Tiếp tục ta có sa mạc, sa mua, Bắc Kinh, Phú Chin, hiểu cơ là sa mua, gần Bắc Kinh có một cái sa mạc. Thế còn thác nước người ta đọc là Phu Bụ, Phu Bụ. Còn hồ thì người ta gọi là hú. Wo jin tian xia wu qu xi hú quán. Chiều hôm nay wo jin tian xia wu qu đi xi hú hồ tây quán chơi. Trung Quốc họ cũng có hồ tây mà Việt Nam mình cũng có hồ tây. Hồ tây của mình bé hơn của hồ tây của họ chút, đúng không? Hôm nay thì tôi sẽ dừng lại cái livestream này ở đây. Và sẽ hẹn gặp lại các bạn ở các livestream sau. Các bạn cần học những cái chủ đề gì thì các bạn comment bên dưới nhé. Để mình chuẩn bị cho các lần sau, phục vụ các bạn cho tốt hơn.
Chúc các bạn ngon miệng. Và cái này hả? Flacac này là 500.000 nhá. Bọn anh sẽ chuyển đến nhà em. Còn đây là sách có 6 quyển cũng có thể chuyển được đến nhà em tại Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ dừng cái livestream này ở đây. Chúc bạn ăn trưa ngon miệng. Chai chè.